Dạ, tôi mặc này tôi mặc 6 tháng của em đây. Cái này là 30 nhân 30 nhân 10. Đấy, đủ được chừng này đây. Cover nè anh em. Đấy, như này. Trẻ ra và lấy. Ngày nào cũng được những tổ đẹp như vậy thì ngon quá. Tổ đẹp nha. Không cần phải to lớn bự gì, cứ gì là đẹp thôi. Gọn gàng, sạch sẽ. Lấy về là phát triển liền. Và đẹp. Đây, lần đầu một bọng tới 4 tổ. Đây này, ông vòi đỏ này. Ba lẻ. Fuva mini này. Đó, còn đây là ông vòi trắng này. Đó, thấy không? Đó, còn trên này là Fuva này. Bàn tay này. Đó, Fuva này, nhìn trứng khủng khiếp. Coi xa xa để cho nó đối chiếu cái bàn tay này. Ồ. Ồ, trên đó là chưa xi nhê và trứng ở dưới này. Bàn tay. Vô trong khủng khiếp luôn. Ký á. Cả ký ớn luôn á. Mật của con vòi trắng này. Đó, cái loài này mình không chơi nè. Cái loài vòi đỏ này mình cũng không chơi nè. Cái tổ này cũng tổ khủng luôn á. Lấy chắc cũng được khoảng tầm 100 ml mật á. À, mật của nó nè anh em, rất ấy luôn nha, còn sâu ở dưới nữa, không biết có lấy hết nổi không. Tổ này chắc phải lít ạ, không lấy láo nó khác cái lít, lít là có, quá đẹp, ngon. Ôi, phụ khoa, anh em mấy nè, ơi, quá nhiều, quá đẹp luôn. Đó, mật trứng ở đầu tròn bông này khoảng tầm chắc cũng một tấc hai. Đó, quá đẹp luôn, còn nửa rớt dưới rồi, tí này xuống lấy. Bộ này gọi là vip luôn. Đấy, mặt tay nhà mọi người, mặt ông vú đây rất là đỉnh. Đấy, mật đây nữa này, lên tới đây, đây là tổ trứng rồi. Đấy, phấn mật. Đó, thấy mật ông vú chưa, này chắc được tầm lít thôi, không được đỉnh như hôm qua, nhưng mà mật này thì nhìn đã lắm, mật trong mới, thằng này thằng mới được. Đàn này gọi là khủng. Đấy. Trứng đây. Ừ. Trứng nhiều lắm. Chúa chắc phải đẹp. Lâu mới có tổ khủng rồi nè. Không phải đơn giản mật chừng này được lít. Đàn ông phải thế mạnh lắm.